Tướng quân Yamamoto, xin mời. Cung hỷ phát tài. Cung hỷ phát tài. Cung hỷ phát tài. Bây giờ mời trưởng quan tư lệnh tối cao khu vực Sơn Đông, tướng quân Yamamoto phát biểu. Quan quân bảo vệ người dân Trung Quốc. Quan quân đến Trung Quốc không phải để xâm lược, mà để người dân Trung Quốc được sống tốt hơn. Quan quân chúng tôi là người bạn tốt nhất của người dân Trung Quốc. Mọi người hãy nhìn những món đồ mà tôi mang tới. Đây là hai con chim nổi tiếng của Tề Nam. Một con tên là Tử Ngọc, một con tên là Hồng Hạnh. Trong văn hóa Trung Quốc, con vẹt tượng trưng cho tình bạn tốt đẹp và an lành. Tôi để chúng nó ở lại Táo Trang để thể hiện tình hữu nghị Trung Nhật lưu mãi nghìn năm. Trung Nhật thân thiện. Lâm Ni, anh, sao rồi? Sắp xong chưa? Em dọn sắp xong rồi. Anh đã gọi xe rồi. Lâm Ni, Bành Lượng có ý gì vậy? Anh ấy quyết định không đi với chúng ta. Thôi vậy, chúng ta đi. Ra xe thôi. Anh à, hả? Không phải anh định dò la tin tức của Hồng Hạnh sao? Em tìm được rồi. Em tìm được rồi. Nhưng mà không phải người, là một con chim. Chim? Em đến Dương Hàng xem triển lãm, nhìn thấy hai con vẹt biết nói tiếng người. Một con tên là Hồng Hạnh, một con tên là Tử Ngọc. Rất kỳ lạ. Ra là vậy. Lâm Ni, hôm nay chúng ta không dọn nhà nữa, đợi tin của anh. Anh Lỗ sống như vậy vất vả quá. Làm ở đây chắc không đủ tiền mua giọt rượu quá. Tới bây giờ vẫn chưa mời anh Cường đi uống rượu được. Hay là tối nay nhảy xe lửa một chuyến? Sợ là không được đâu. Anh quên rồi hả? Lần trước xem chút bị bọn quỷ đó lấy mạng đó. Vậy biết tính sao đây? Anh Lỗ, chúng ta đi tìm Bành Lượng đi. Cậu ta có nhiều cách hay. Được đó. Qua đây, qua đây. Đội phó Đinh có chuyện muốn nói. Qua đây nhanh lên. Đội phó Đinh, mời. Có mấy người này thôi sao? Dạ. Các anh em, bây giờ theo lệnh của cấp trên, tôi báo với mọi người một tin tốt. Hôm nay không cần phải làm việc, đến Dương Hàng xem triển lãm. Đi xem triển lãm vậy tiền công tính sao đây? Không cần lo chuyện tiền công. Quan quân đã ra lệnh cho ông chủ các anh phải trả đủ công. Quan quân có tốt không? Cho nên lát nữa sau khi giải tán, mọi người quay về nhanh chóng thay đồ dơ ra, tắm rửa sạch sẽ, gọn gàng. Được rồi, giải tán. Giải tán nhanh lên. Nhanh lên. Đội phó Đinh à, chuyện vừa nãy tôi nói với ông xem. Sao vậy hả? Chuyện của ông quan trọng hay là chuyện của quan quân quan trọng hơn? Đội phó Đinh à, đây là chút lòng thành, mong ông giữ lại vài người để làm việc, có được không? Ông làm vậy tôi sẽ gặp phiền phức đó. Được rồi, để cho ông ba người đi thôi. Ba người thôi sao? Nhị Ngưu, Nhị Ngưu, sao tới đây? Là hai người hả? Được rồi, đừng làm nữa. Mau thay đồ đi, theo tôi tới Dương Hàng xem triển lãm. Thôi dẹp đi, có phải triển lãm của người Nhật không ai coi, cho nên kêu tụi này tới giúp vui hả? Không đi, tôi dẫn hai người đi xem chuyện lạ hiếm có. Người Nhật Bản có cái gì hiếm có chứ? Lừa người à? Không, Lỗ Hán à, sao lại nói vậy? Chúng ta chơi với nhau từ thời cởi truồng mà. Tôi đã gạt anh bao giờ chưa? Nhìn bộ dạng của cậu có chuyện gì mới lạ chứ? Tôi nói anh nghe, tôi thật sự dẫn anh đi xem chim. Xem chim gì? Chim biết nói tiếng người. Không phải chỉ là con sáo thôi sao?
Mọi người không biết đừng nói lung tung. Nó không phải là con sáo bình thường. Nó là con vẹt đã luyện thành tinh. Để tôi nói cho mọi người nghe. Được rồi, tôi không nói nữa. Nếu hai người từng nhìn thấy loài chim đó, tôi làm con của hai người luôn đó. Vậy chúng ta đi coi thử. Phải vậy chứ, mau thay đồ đi. Nhìn hai người kìa. Hay là vào đội đặc vụ của tôi, coi như có được nửa chức quan. Ai thèm vào chứ. Anh Lỗ Hán à, chúng ta tới đó thật hả? Đi, đi coi sao. Cái gì vậy? Anh nhìn kìa. Chưa thấy bao giờ. Chẳng có gì hay. Nè, Nhị Ngưu. Nhị Ngưu, cho chúng tôi tới xem cái gì vậy? Toàn thứ linh tinh. Con chim đâu? Phải đó, chim đâu? Chim hả? Chim bình thường treo đây. Để tôi hỏi thử, sao chưa mang lồng chim ra treo? Thái quân, người đã đến đông đủ, con chim đâu? Không hiểu tiếng Trung Quốc. Thái quân, con chim đó. Trung Nhật thân thiện, Trung Nhật thân thiện. Chuẩn bị treo lên rồi. Lỗ Hán, anh Cường, anh Cường, sao lại tới đây? Do Nhị Ngưu dẫn tụi tôi tới xem triển lãm. Cậu ta nói có hai con chim biết nói tiếng người. Hai con chim đó có gì hay chứ? Dạ phải. Anh Cường, tìm anh mấy ngày rồi. Tôi muốn nhận lỗi với anh. Đợi tụi tôi gom đủ tiền sẽ mời anh đi uống một bữa. Dạ phải. Rồi là anh em với nhau không cần khách sáo. Vậy hôm nữa tôi mời hai cậu đi uống. Nói chính sự đi. Cậu làm việc ở mỏ than sao rồi? Anh Cường à, đừng có nhắc nữa. Vừa dơ vừa mệt, không kiếm được mấy đồng hết. Ngân hàng đang thiếu người, qua làm thử không? Anh Cường, có anh bảo kê. Dạ hôm nữa tôi sẽ qua đó. Anh Cường, em cũng đi. Vậy tôi sẽ đợi hai người. Nhanh chóng tập hợp. Nhanh chóng tập hợp. Tập hợp, tập hợp. Con chim mất rồi, mau quay về báo với đội trưởng. Nhanh lên, nhanh lên. Chim đâu? Chim gì chứ, mau quay về nhà đi, sắp giới nghiêm rồi. Con chim mất rồi. Mất rồi hả? Đi về thôi. Án mạng ở Dương Hàn còn chưa tra rõ, lại là mất con chim. Anh là đội trưởng đội đặc vụ, anh giải thích thế nào đây? Thái quân yên tâm, tôi thề nhất định sẽ bắt được thủ phạm thật nhanh. Tôi không muốn nghe anh thề. Tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả thôi. Báo cáo Thái quân, theo như tin tình báo nhận được, trộm chim giữa đám đông nhất định là do phi tặc Lý Cửu làm. Lý Cửu? Đội trưởng, tới đủ rồi. Mọi người nghe rõ đây. Tổ 1 đến giao lộ Trần Trang. Rõ. Tổ 2 đi cầu Lục Khổng. Rõ. Tổ 3 đi đến đường Đại Dương. Rõ. Những người còn lại theo tôi đến trạm xe lửa Táo Trang, truy tìm kẻ đã trộm mất con vẹt. Rõ. Đi. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên. Đội trưởng, hôm nay tôi không đi đâu. Tại sao? Hôm nay là sinh nhật của tôi phải về nhà. Tôi nói cậu nghe, Đinh Nhị Ngưu, bây giờ là lúc nào rồi còn tổ chức sinh nhật? Không nhìn thấy Thái quân nổi điên sao? Đinh Nhị Ngưu, tôi nói nè, nếu không tìm được chim, cả hai chúng ta đều tiêu đời đó. Không phải chứ? Đi theo tôi. Mẹ nó, không được ăn bánh kem rồi. Mọi người nghe đây, không được cử động. Bây giờ tiến hành kiểm tra. Không được cử động. Ngồi xuống, ngồi xuống. Những người ở đây đều là toa xe hạng sang. Cút đi. Cái gì mà hạng sang chứ? Tôi đang đi tìm chim hoàng quân bị mất. Dám làm lỡ việc của tôi, tôi tiễn lên đường bây giờ. Nhìn cái gì, ngồi yên đi. Kiểm tra cẩn thận vào. Kiểm tra cẩn thận vào. Kiểm tra kỹ cái trên lẫn dưới.
đội trưởng, tôi thấy thế này. Đừng tốn công nữa, tôi đây. Nói anh đó. Nói anh đó. Anh đang làm gì vậy? Tôi là người các anh muốn tìm. Lý Cửu, hắn chính là phi tặc Lý Cửu. Lý Cửu, anh chính là phi tặc Lý Cửu sao? Lá gan của anh cũng to đó. Dám trộm chim của hoàng quân, còn dám xuất hiện ở đây. Chim đâu? Giao lại chim cho tôi mau. Muốn lấy lại chim vậy phải coi bản lĩnh của các anh rồi. Sống lên, sống lên. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Đánh nhau rồi, chạy thôi. Nhị ngu, xông lên. Xông lên đi. Tôi, hắn, tôi không làm được. Tôi, lên. Anh lên đi, anh lên đi. Tao giết chết mày, đồ khốn. Hắn đã được hoàng quân chỉ tên. Cái người lẫn chim đều phải còn sống. Có biết hay không vậy? Xông lên đi, xông lên đi. Để tao bắt được tao lột da mày. Các anh còn không bắt nổi một tên trộm mà. Nuôi các anh đúng là chỉ tốn cơm thôi. Thái quân, Lý Cửu này thật sự rất lợi hại. Võ công rất cao cường. Khốn kiếp. Kể từ bây giờ, anh phải theo sát những nhân vật giang hồ, nhanh chóng điều tra nhân manh mối liên quan tới Lý Cửu. Có hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, Thái quân. Tử Trúc quyển treo lên giá đi. Dạ.
Sao anh đi lâu như vậy mới chịu về? Mấy ngày trước anh luôn ở Tàu Trang, đi tìm kiếm tin tức về Hồng Hạnh. Thật sự làm khó anh rồi, Củ ca. Việc này em nên cảm ơn anh thế nào đây? Em lại nói bậy rồi. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì? Ngày này 4 năm trước hai chúng ta, phải hả? Ngày này 4 năm trước anh bị Hàn Phục Cừ đuổi giết đến tận kịch diện. May nhờ có em và sư phụ mạo hiểm cứu anh, anh mới thoát được một kiếp. Lý Cũ mới có được ngày hôm nay. Đời này kiếp này của anh. Anh đừng nói vậy. Em chạy nạn tới Lâm Thành, không phải anh luôn chăm sóc em sao? Được rồi, anh không nói nữa. Em đoán xem anh mang gì tới. Gì vậy? Em nhắm mắt lại đợi anh. Không được nhìn lén đó. Tử Ngọc, em nhìn đi. Tuy anh không tìm được Hồng Hạnh, nhưng anh mang về thứ này cho em. Đây là đôi dẹt do sư phụ em nuôi mà. Phải. Tử Ngọc, Hồng Hạnh, Hồng Hạnh. Thật bất ngờ, hơn một năm rồi hai con chim vẫn còn sống. Cứu ca, em chỉ tùy tiện nói một câu. Đã lâu vậy rồi anh vẫn còn ghi nhớ. Vì hai con chim này, nhất định anh đã gặp nhiều nguy hiểm. Chỉ cần Tử Ngọc thích, dù là sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em. Đáng tiếc, chiếc túi hương em tặng anh 4 năm trước, khi đến đây anh không cẩn thận làm rơi trên xe lửa rồi. Túi hương mất rồi cũng không sao, chỉ cần có anh, em có chỗ nương tựa rồi. Cửu ca, anh có biết em đang nghĩ gì không? Em nghĩ gì? Em đang nghĩ tới kiều hoa của anh. Cửu ca, làm khó anh rồi. Tử Ngọc, chắc em cũng rõ, mấy năm nay Lý Cửu anh độc lai độc giảng, náo loạn giang hồ, giàu sinh ra tưởng. Nói không chừng sẽ có một ngày đầu rơi xuống đất. Cửu ca, em bằng lòng đi theo anh cả đời. Trung Nhật thân thiện. Trung Nhật thân thiện. Trung Nhật thân thiện. Cắt tóc đi. Đầu húi cua, đầu đinh, đầu trọc, hai hào một đầu. Cắt tóc đi. Đầu húi cua, đầu đinh, đầu trọc, hai hào một đầu. Cắt tóc đi. Đầu húi cua, đầu đinh, đầu trọc, hai hào một đầu. Cắt tóc đi. Chào ông, tôi đến cắt tóc. Cắt tóc, trên đầu tôi có sẹo. Có mấy sẹo do mụn mủ. Trên da có hai sẹo lớn, một sẹo nhỏ. Cười gì đó? Cấp trên đã phê chuẩn kế hoạch của chúng ta. Anh đùa sao? Tôi đùa anh làm gì? Tốt quá rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm các anh em. Đừng có nôn nóng. Tôi nói anh nghe,
sau này chúng ta phát triển đội ngũ phải cẩn thận, thà ít chứ không thể bừa bãi. Chung ý tưởng đó, tốt nhất là biết trèo lên xe lửa. Nói rất đúng. Tốt quá rồi. Lỗ Hán tiểu pha được đó. Tiểu pha được. Tiểu pha biết nguồn biết gốc. Tôi biết cậu ấy từ khi còn nhỏ. Lỗ Hán thì thích uống rượu, sẽ không làm lỡ việc chứ. Ai mà không có tật xấu. Anh chàng này tính tình bộc trực. Tôi thấy cứ cho cậu ấy vào đi. Được. Được. Bành Lượng cũng được. Anh xem, biết leo xe lửa, còn biết chạy xe lửa, xếp hạng thứ nhất thứ hai trong táo tràng đó, còn biết võ công. Tốt thì tốt, nhưng anh có từng nghĩ đến cậu ấy là đệ tử của Lý Cửu, chịu tham gia sao? Tôi đi tìm cậu ấy chắc chắn sẽ tham gia. Vậy thì tốt rồi. Vẫn còn một người rất mạnh. Là ai? Lâm Trung biết phi đạo đinh đó. Thử nghĩ đi. Lâm Trung. Anh muốn làm gì? Anh vừa mới ra tù, anh còn muốn đi đánh bạc hả? Anh ăn trộm đồ trên tàu bị bắt, giờ không đánh bạc thì lấy gì ăn? Anh đã thu sạch tiền Hồng Ca đưa cho anh sáng nay rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Anh chỉ muốn gỡ vốn thôi. Gỡ vốn? Anh đáng bị đâm ngàn nhát. Bao giờ thì anh mới gỡ đủ vốn chứ? Lâm Trung này không thể sống nhờ vào tình thương của anh em. Bỏ tay ra. Không được, anh không được đi. Sao tôi khổ như vậy chứ? Lưu trưởng quầy, ông xem đổi được bao nhiêu? Đừng có động vào đồ của tôi. Nhóc con, ra vẻ cái gì? Nói cho cậu biết, tối hôm qua Hoàng Quân bị mất một lô hàng. Có người tố cáo do nhóm người đánh bạc làm. Nói cho cậu biết, ông đây chấp hành công vụ, nên hiểu cho rõ đi. Dựa vào đâu mà động vào túi của tôi? Cậu, cô anh, mở ra. Sao tôi phải mở? Có thứ gì cứ để Hoàng Quân xem đi. Chỉ cần không có thứ Hoàng Quân cần tìm là được. Chỉ là vài thứ đồ chơi không đáng mấy đồng thôi. Thái Quân, vậy tôi cất đồ đi nha. Một cái bình đồng không đáng giá 5 hào. Một cái đồng hồ cũ mất tay đáng giá 1 hào rưỡi. Một tấm đệm da hồ ly không lông đáng giá 2 đồng rưỡi. Tổng cộng 2 đồng 9 hào 5 xu. Tiểu đội trưởng, tên nhóc này là con khỉ lông, từng ngồi tù. Trong nhà nghèo rớt không có gì bán được. Anh nói đi, có phải hắn trộm hàng của Hoàng Quân không? Hơn nữa, dù hắn không trộm, chắc chắn là cũng có đồng bọn. Nhất định hắn biết do ai làm. Lâm Trung, cậu nghe tôi nói, chiếc xe này 10 giờ sẽ chuẩn bị xuất phát. Toa xe hàng đã được móc vào rồi. Lần này tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Đi đi. Được.
Tiểu Pha, Hồng Ca, nhanh nào. Ngồi xuống đi. Hồng Ca, không sao chứ? Không sao. Nào. Hồng Ca, còn có súng nè. Sao hả? Được rồi, đi thôi. Cầm súng đi tìm mọi người. Tới đủ chưa? Lỗ Ca, tới đủ rồi. Bành Lượng, Hồng Ca. Nào. Hồng Ca, tụi em đã mang hết những gì anh ném xuống về đây rồi. Được, bà nội nó. Sau này có món đồ chơi này, chúng ta không còn sợ súng của lũ quỷ Nhật nữa. Tôi nói mọi người nghe, chúng ta nhảy xe lửa mang theo súng trường không tiện. Có mấy khẩu súng dài này, chúng ta đổi lấy súng ngắn đi. Như vậy, chúng ta có thể chơi tay đôi với lũ quỷ rồi. Hồng Ca, Lâm Trung, Hồng Ca, đã đào hố xong hết rồi. Tốt, các anh em, mau đem chôn hết số vũ khí này. Dạ, nhanh lên. Nhanh lên. Hồng Ca, xe tuần tra của lũ quỷ tới rồi. Đưa súng cho tôi, các băng đạn nữa. Đưa đây. Đánh một chó Nhật này.